Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình tối nay thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023. Đắk Lắk có 64 dự án đầu tư phát triển nông lâm nghiệp. Đắk Lắk nhân rộng mô hình thư viện thân thiện trong trường học. Mục Đắk Lắk chuyển đổi số, lợi ích của nhật ký điện tử trong sản xuất nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 17 tháng 4, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng cường thanh kiểm tra giám sát công tác an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Theo đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan tham mưu thành lập 3 đoàn thanh kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong quá trình thanh kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo ngành Y tế Đắk Lắk, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 18 người ngộ độc, 10 người nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong. So với năm 2021, giảm 5 vụ, 5 người ngộ độc. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 64 dự án đầu tư phát triển nông lâm nghiệp. Đến nay, các chủ dự án đã triển khai thực hiện cải tạo rừng trồng được 990 hectare, bằng 22% so với quy hoạch, trồng rừng trồng cao su được 11.278 hectare, đạt 50% so với quy hoạch. Bên cạnh đó, các dự án cũng quản lý bảo vệ 13.526 hectare rừng tự nhiên, tạo việc làm cho 2.600 người, trong đó lao động thường xuyên 744 người, lao động thời vụ gần 1.900 người. Tổng số vốn các dự án đã đầu tư khoảng 1.875 tỷ đồng. Nhiều dự án có tổ chức lực lượng quản lý bảo vệ rừng, tuy nhiên lực lượng của các chủ dự án chưa tương xứng với diện tích rừng quản lý. Chưa thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra kiểm tra rừng. Quyền hạn của chủ rừng trong việc xử lý các đối tượng xâm hại rừng, lấn chiếm đất rừng theo quy định còn rất hạn chế. Về ứng dụng khoa học công nghệ, các doanh nghiệp tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang có quản lý diện tích rừng hầu hết không có cán bộ chuyên trách kỹ thuật. Vì vậy, việc áp dụng các ứng dụng công nghệ mới còn rất hạn chế, kể cả về người và trang thiết bị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các trường trung học phổ thông như trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trăng Lương và trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Đam San áp dụng phương thức thi tuyển vào ngày 9 và ngày 10 tháng 6 năm 2023. Các trường trung học phổ thông công lập khác áp dụng phương thức xét tuyển. Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục, trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên, trường trung học phổ thông thực hành cao nguyên, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao xây dựng phương án tuyển sinh riêng trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk theo quy định. Các trường trung học phổ thông chủ trì phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo, trường trung học cơ sở hướng dẫn học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk theo quy định. Học sinh học chương trình tăng cường tiếng Pháp cấp trung học cơ sở được đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du theo quy chế của trường chuyên, xét tuyển vào lớp 10 theo chỉ tiêu riêng tại trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình thư viện thân thiện gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
từ đó góp phần xây dựng thói quen đọc sách và kỹ năng học tập suốt đời từ bậc tiểu học. Năm 2015-2016, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Quảng Hiệp, huyện Chư Mờ Ga đưa vào sử dụng mô hình thư viện thân thiện do tổ chức Room Touric tài trợ và từ nguồn xã hội hóa. Thư viện thân thiện có nhiều khác biệt với thư viện truyền thống như được sắp xếp theo hướng mở, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận sách dễ dàng, phù hợp với sở thích và khả năng đọc. Sách được trưng bày phân loại theo chiều cao, trình độ học của học sinh. Hiện nay, thư viện đã có trên 5.000 đầu sách các loại để phục vụ nhu cầu đọc của các em học sinh. Mỗi tuần là có mỗi lớp như vậy là một tiết là hoạt động đọc tại thư viện. Đó, ngoài ra thì các thư viện góc lớp thì là học sinh được mượn quyền về để rồi được là tiếp cận với sách hàng ngày để rồi thì là tăng cường cái bộ tiếng Việt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Để khích lệ và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, trường tiểu học Ama Trang Lơn, xã Quảng Hiệp, huyện Chư Mờ Ga đã đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất của thư viện như giá sách, bàn đọc, đặc biệt bổ sung hơn 3.000 đầu sách. Nguồn kinh phí đầu tư cho thư viện từ nguồn ngân sách nhà trường, nguồn xã hội hóa từ cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể địa phương. Các em rất là thích đến thư viện đọc sách. Trong thời gian tới thì trường cũng sẽ tiếp tục là khi các em đọc hết lượt sách này thì sẽ thay lượt sách khác vì nhà trường đã chuẩn bị một cơ số sách khá lớn, phong phú để phục vụ cho cái thư viện thân thiện này. Nhà trường sẽ sử dụng hết số sách đó luân phiên để cho các em đọc. Từ năm học 2016-2017, mô hình thư viện thân thiện được ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk triển khai thí điểm ở 53 trường tiểu học, đến nay có 218 trường thực hiện. Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng thư viện trường học, mở rộng và xây dựng thêm thư viện mới để thu hút, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Trong bối cảnh văn hóa đọc đang có nguy cơ mai một, việc phát triển thói quen đọc là một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành thuế Đắk Lắk đã triển khai đến tất cả các cơ sở kinh doanh có cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng phải thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là hoạt động cụ thể hóa chỉ thị 09 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về quản lý sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đối với các tổ chức doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột hiện có 366 hộ cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai với số thuế gần 30 tỷ đồng một năm. Đến nay đã có nhiều người nộp thuế đăng ký áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Để hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức hai lớp tập huấn hướng dẫn cho người nộp thuế. Việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cho cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, không tốn thời gian đối chiếu hóa đơn như trước đây, kịp thời phát hiện hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn mất tích, ngăn chặn tình trạng gian lận và trốn thuế. Cũng là cơ sở để cơ quan thuế có thể quản lý tốt hơn về các nguồn thuế của nhà nước. Thì chúng tôi cũng rất là ủng hộ và sắp tới tôi cũng sẽ đăng ký để được sử dụng cái hình thức này cho cái hộ kinh doanh của mình. Không chỉ tập huấn hướng dẫn cho người nộp thuế tại cơ quan thuế, Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột còn thành lập các đoàn đến từng đơn vị hộ kinh doanh để tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng tinh thần của chỉ thị 09. Những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế được giải đáp kịp thời, giúp cho việc triển khai thực hiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian. Cái việc triển khai hóa đơn từ khởi tạo từ máy bán hàng á, thì cái việc này cũng tạo ra được sự công bằng đối với các doanh nghiệp và cũng minh bạch hóa cái chuyện tiêu dùng bán hàng đối với người mua hàng cũng như người bán hàng. Bên cạnh việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cho các trung tâm thương mại, siêu thị, điểm bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột còn phổ biến đến người nộp thuế những chính sách thuế mới, giới thiệu một số rủi ro thường gặp trong quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, hướng dẫn thực hiện đăng ký và giao dịch điện tử với cơ quan thuế.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk và thu hút lượng lao động lớn nhưng lại có mức độ ứng dụng công nghệ chưa cao. Giải pháp nhật ký điện tử giúp ghi lại quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc cấp mã vùng trồng đang được tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh và là công cụ hữu hiệu trong chuyển đổi số hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Qua ứng dụng nhật ký điện tử, bước đầu đã giúp Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Minh chủ động theo dõi, kiểm tra, đánh giá các điều kiện tự nhiên trong sản xuất cà phê cảnh quan bền vững. Các thành viên Hợp tác xã đã quen với thao tác nhật ký điện tử qua điện thoại thông minh. Đây là điều kiện quan trọng để Hợp tác xã xây dựng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Một ký cà phê mà đã thành phẩm ra bột mà cà phê chín thì có thể làm theo kiểu honey hay là làm theo kiểu là cà phê phơi nguyên hạt trái chín, đã lọc bỏ những cái tạp hay là những cái lép á. Thì một ký cà phê hiện nay tụi em đã cung cấp ra thị trường nó cũng dao động từ 120 cho đến 180.000 một ký. Đấy là cà phê thành phẩm rồi. Tôi được đào tạo theo hướng là đi học tập các khoa học kỹ thuật mới và mang về tổ chức các lớp tập huấn để chuyển giao lại cho bà con nông dân. Thì thông qua các lớp tập huấn, bà con nông dân lại nắm vững được tất cả các kiến thức khoa học kỹ thuật mới mang về để triển khai cho vườn nhà mình. Nhật ký điện tử không chỉ ghi nhận công việc đã làm mà còn ghi nhận vật tư đã sử dụng, các hao hụt chi phí nhân công trong suốt quá trình sản xuất, làm căn cứ để tính giá thành của mùa vụ. Nhật ký điện tử cũng được tích hợp với thông tin sản phẩm hàng hóa làm bằng chứng minh bạch quá trình sản xuất và chứng minh giá trị sản phẩm, thuyết phục người tiêu dùng về chất lượng và giá thành. Đối với người tiêu dùng, nhật ký điện tử thông minh giúp dễ dàng tra cứu và theo dõi thông tin quá trình sản xuất của sản phẩm. Chúng tôi hướng dẫn người nông dân ghi nhật ký sản xuất còn có trên cái điện thoại thông minh và liên kết với lại các cái cơ sở cập nhật cũng như là cung cấp thông tin. Thế thì qua đấy là cái người thu mua, cái người tiêu thụ sản phẩm, người ta kiểm soát được chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm. Vì vậy, nó cũng giúp tiêu thụ được nhanh hơn và người tiêu dùng yên tâm hơn, mua với giá cao hơn. Nhật ký điện tử có vai trò lớn trong việc hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thanh kiểm tra trực tiếp các hoạt động của doanh nghiệp hộ sản xuất, chủ động đánh giá được chất lượng sản xuất của doanh nghiệp hộ sản xuất có đáp ứng được các tiêu chuẩn đã đăng ký hay không. Nhật ký điện tử thích ứng tốt với điều kiện thực tế trong sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản tại địa phương và là công cụ hữu hiệu trong chuyển đổi số hoạt động sản xuất nông nghiệp đang được tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy.